Phi Nhung chính thức về Việt Nam không còn là tin đồn, hàng ngàn người ra đón. Hôm nay chúng tôi vừa nhận được một thông tin cực sốc từ phía quản lý Phi Nhung, quản lý Diễm Phạm cho biết ca sĩ Phi Nhung đã hoàn toàn bình phục sau hơn 2 tháng điều trị Covid-19 và cô xác nhận sẽ quay trở về Việt Nam vào một ngày không xa. Ngoài ra quản lý Diễm Phạm còn gửi lời xin lỗi đến khán giả vì khoảng thời gian qua đã giả chết còn làm đám tàn giả để mọi người phải lo lắng nhưng chúng tôi buộc phải làm vậy vì phải né tránh bà Nguyễn Phương Hằng, bà ta đã tạo ra quá nhiều thông tin không đúng về ca sĩ Phi Nhung của chúng tôi, gây hiểu lầm và chia sẻ tình cảm của fan hâm mộ. Những người thật sự yêu mến Phi Nhung, còn chuyện của Hồ Văn Cường thì chúng tôi sẽ có cách giải quyết riêng. Phi Nhung chưa bao giờ ghét bỏ hay lợi dụng bóc lột sức lao động của Hồ Văn Cường như tin đồn bà Phương Hằng đã nói. Vậy nên xin quý vị khán giả cũng như giới truyền thông và báo chí đừng tung những thông tin chưa được kiểm chứng. Điều đó sẽ gây ảnh hưởng không chỉ đến Phi Nhung mà còn cả cháu Hồ Văn Cường. Bên cạnh đó, quản lý Diễm Phạm còn thông báo đến người hâm mộ một tin vui, đó là khoảng thời gian tới, sau khi trở về Việt Nam, có thể Phi Nhung sẽ tổ chức một buổi ca nhạc dành riêng cho người hâm mộ. Đây là thông tin không chỉ fan hâm mộ mà còn khiến cho cả nước vô cùng vui mừng bởi từ lâu mọi người chưa thể nghe được giọng hát của phi nhung vậy là tin đồn phi nhung còn sống hoàn toàn là sự thật và việc cô trở về việt nam cũng vậy giờ đây mọi người hoàn toàn có thể đặt niềm tin vào phi nhung và lần này chắc chắn cô sẽ không khiến người hâm mộ phải thất vọng chúng tôi sẽ tiếp tục theo chân phi nhung và cập nhật đến cho quý vị những thông tin mới nhất hãy đón chờ chúng tôi trong bản tin sau